Tại sao khi chúng ta sử dụng Windows thì các bạn nên liên tục cập nhật phiên bản mới nhất của hệ điều hành này? Mời các bạn cùng mình tìm hiểu thông qua video này nhé. Và mình là Công, tới từ Review OS. Để chúng ta có thể cập nhật thoải mái, cập nhật liên tục mà không gặp bất kỳ vấn đề gì liên quan tới bản quyền thì chắc chắn các bạn phải mua bản quyền Windows rồi. Mua bản quyền ở đâu cho xịn? Thì Công xin gợi ý các bạn tới KeysFan. Đây là nơi mình đã mua rất là nhiều key bản quyền Windows và Office rất là uy tín. Có đa dạng các loại Windows, từ Windows 10 tới Windows 11, từ bản Home tới bản Pro và mức giá cũng rất là hấp dẫn. Không chỉ có Windows mà Office thì cũng có luôn. Hoặc là bạn nào chúng ta mua cả combo Windows và Office thì KeysFan cũng có bán nhá. Đường link thì mình sẽ để ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo. Quay trở lại với video, sau khi đã có Windows bản quyền và việc update cũng trở nên rất thoải mái rồi, thì tại sao chúng ta nên update liên tục như vậy? Bởi vì mỗi một lần các bạn update là chúng ta sẽ được Windows sửa lỗi và có thể có cả những lỗi bảo mật ở bên trong đó. Những cái lỗi bảo mật này đôi khi họ không liệt kê ra quá rõ ràng, họ chỉ nói rằng là Windows sẽ sửa lỗi bảo mật thôi. Và khi các bạn cập nhật như vậy, chúng ta sẽ giảm thiểu được phần nào cái việc bạn bị tin tặc tấn công vào máy. Tin tặc tấn công vào máy gây ra rất là nhiều vấn đề. Có thể là họ mã hóa dữ liệu bên trong máy của bạn, hoặc có thể là họ sẽ âm thầm ăn cắp dữ liệu ở trong máy của bạn. Cái việc mà chúng ta bị lấy dữ liệu một lần nó không nguy hiểm bằng việc bị ăn cắp đâu. Các bạn có tài khoản YouTube, các bạn có tài khoản TikTok, tài khoản Facebook, rồi là các bạn có tài khoản ngân hàng ở trong máy. Mỗi lần các bạn nhập và đăng nhập vào, họ sẽ dùng Keylogger để ghi lại cái tài khoản đó của bạn, sau đó lấy toàn bộ dữ liệu về và ăn cắp tiền của bạn, ăn cắp tài nguyên của bạn. Điều đó rất là nguy hiểm đúng không? Và chắc chắn là Microsoft thì cũng chỉ là con người giống chúng ta, không thể nào mà trong một sớm một chiều phát hiện được tất cả các lỗ hổng đang có ở trên máy của bạn là gì và từ đó vá tất cả lại được. Mọi thứ cần phải có tiến trình. Và cái tiến trình đó chính là việc bạn cập nhật liên tục những bản cập nhật gần đây. Và tất nhiên là mỗi một khi hãng phát hiện ra có lỗ hổng gì đó thì họ sẽ tung ra bản cập nhật sửa lỗi, chúng ta mạnh dạn lên cho mình nhá. Anh em đừng vì những lời bàn tán ở trên mạng, nào là cập nhật lên thì hiệu năng của máy giảm, cập nhật lên thì mất tính năng này tính năng kia. Chúng ta nên lên ngay để đảm bảo sự an toàn cho máy tính của bạn. Với những bạn nào chơi game thì mình tin rằng anh em không để tài khoản ngân hàng ở trong đó, nhưng các bạn có tài khoản game của mình mà. Tài khoản game mình lưu bao lâu, mình chơi bao lâu như vậy nó quý lắm chứ. Bây giờ ai đó vào là mất tài khoản của bạn thì tiếc ơi là tiếc. Hay là có một số thành phần phá hoại thì nó không có ý định là lấy cắp tài khoản của bạn hay làm gì hết, mà nó chỉ có ý định là phá hoại thôi. Sau khi virus vào trong máy của bạn, nó phá toàn bộ dữ liệu ở bên trong máy luôn. Và cái công trình gầy dựng hay là tìm kiếm dữ liệu của bạn trở thành con số 0. Điều này cũng rất là đáng tiếc. Và có một sự kiện cũng rất đáng tiếc ở trong lịch sử là WannaCry. Một khi malware này xâm nhập vào trong máy của bạn thành công, nó sẽ mã hóa toàn bộ dữ liệu và bạn không thể nào truy cập được. Nếu như các bạn muốn giải mã, chúng ta cần phải trả tiền cho hacker. Ui, đau đầu không ạ? Nên là chúng ta phải liên tục phòng tránh cho mình vấn đề này nhá. Và việc các bạn cập nhật lên như vậy thì không chỉ là sửa lỗi bảo mật, mà chúng ta còn cập nhật luôn cho những phần mềm ở bên trong máy của bạn, cập nhật thêm những tính năng mới. Nếu như Microsoft có thêm cái gì liên quan tới bảo mật cho máy của bạn thì chắc chắn bạn sẽ được cập nhật theo. Nếu như các bạn để ý thì trong những phiên bản Windows gần đây, chúng ta đã quên đi mất một thứ gọi là antivirus đến từ những bên thứ ba, mà chúng ta hoàn toàn dùng luôn phần mềm Defender tới trực tiếp từ Microsoft. Mình thấy rằng antivirus của Microsoft bây giờ cũng khôn đấy chứ, bảo mật và giúp chúng ta được rất là nhiều, nên là các bạn đừng có ngại cập nhật nhá. Càng lên cao, phần mềm càng thông minh và AI sẽ càng can thiệp được nhiều hơn, từ đó giúp bạn tránh xa những hiểm họa ở trên Internet. Thời buổi bây giờ là 4.0, thiếu Internet thì máy chúng ta chỉ còn cái nịt thôi, nên là chúng ta bắt buộc phải cập nhật để bảo vệ mình, chứ không thể nào suốt ngày đòi mình sẽ cách xa thế giới, mình không kết nối mạng để mình có thể là đảm bảo virus không vào trong máy của mình được. Tóm gọn lại là từ đầu video đến giờ thì mình đã nói rất nhiều, nhưng mà cái ý chính của chúng ta là khi các bạn cập nhật lên thì Microsoft cũng sẽ vá được lỗ hổng bảo mật ở bên trong máy của bạn và đảm bảo an toàn tối đa cho bạn. Phần mềm diệt virus ở trong máy của bạn cũng sẽ được cập nhật theo để trở nên thông minh hơn, ngăn chặn được nhiều mối hiểm họa hơn. Vậy thì ngoài ra còn điều gì nữa không? Đó là chúng ta nâng cấp thêm về mặt tính năng thông minh. Khi các bạn cập nhật lên thì Microsoft sẽ có những tính năng mới hay cải thiện mặt giao diện này, và đây cũng sẽ là những cái nâng cao về trải nghiệm của bạn trong quá trình sử dụng. Việc nâng cao về trải nghiệm này có thể anh em sẽ chưa nhận ra luôn đâu, nhưng khi chúng ta sử dụng sau một thời gian, các bạn mới nhận ra rằng những cái trải nghiệm này đúng là tuyệt vời hơn thật. Còn với những bạn nào luôn luôn lo lắng là chúng ta lên một phiên bản mới vậy thì có sợ lỗi nhiều hơn không, giảm hiệu năng nhiều không, thì để mình chia sẻ thế này. Đó là trước khi phiên bản ổn định tới tay của bạn thì đã có những người tester rồi. Họ sẽ dùng cái phiên bản gọi là preview. Đây như kiểu là bản beta ở trên điện thoại của chúng ta ấy. Và sau khi cái bản beta này được những người sử dụng này feedback lại cũng như Microsoft chỉnh sửa kỹ lưỡng thì chúng ta mới có phiên bản ổn định để cập nhật cho máy của bạn nhá. Nếu như các bạn là người yêu thích ổn định thì đừng tham gia chương trình preview này. Chúng ta cứ dùng cho mình những cái phiên bản stable được đưa trực tiếp về máy của bạn thôi. Tới đây thì Công sẽ kết thúc video nhá. Và các bạn đã biết vì sao chúng ta phải liên tục cập nhật hay chưa? Thì nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết. Cũng như là các bạn cảm thấy rằng trong video này của mình còn vấn đề gì cần phải trao đổi lại thì cũng để ở phần bình luận luôn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.